Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của tôi nhá. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua nhá. Và trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em có thể fix được hầu hết các cái lỗi mà anh em thường gặp ở trên cái điện thoại của anh em. Còn những máy bạn nào mà làm theo rồi mà không thể fix được thì anh em có thể chờ cái phiên bản auto update lên nhá. Bởi vì là nhiều cái dòng máy nó có cái tỷ lệ màn hình khác nhau ấy, thì cái lỗi đấy thì rất khó fix. Bởi vì khi cái tỷ lệ màn hình mà nó đã không tương thích với cái phần mềm auto này ấy, thì là nó sẽ bị click lỗi. Bởi vì đây nó chỉ là một cái phần mềm auto click thôi, nên là những cái vị trí mà nó đã đặt sẵn rồi ấy, đối với những máy mà tỷ lệ mà nó không tương thích thì là nó sẽ bị click lỗi hoặc là click nhầm vào một vị trí nào đấy. Và ở trong cái phiên bản auto mới này 1.1.4 thì nó cũng đã cập nhật thêm một số cái tỷ lệ màn hình cho anh em rồi. Và họ cũng đã ghi rất rõ ở trong cái bản cập nhật này. Anh em nào chưa xem thì có thể vào xem nhá. Những anh em nào mà chưa xài được auto ấy thì có thể chờ sang phiên bản sau nhá. Hoặc tham khảo ngay những cái cách của tôi ở dưới đây để có thể fix được những cái lỗi đó. Ngoài ra nhà phát triển Macro cũng đã có thông báo gửi tới tất cả các anh em, đó là về cái vụ mà anh em xôn xao lên là dùng Macro là bị ăn cắp thông tin hay là bị khóa ạc vân vân. Thì nếu anh em nào chưa biết thì có thể click ngay vào cái link YouTube ở ngay trong cái phần mềm Macro đấy nhá. Còn anh em mà có thắc mắc về cái Macro nó hoạt động như thế nào, anh em có thể ấn ngay vào cái phần diễn đàn ở trong cái phần mềm Macro đấy để có thể xem là mọi người comment như thế nào hay mọi người giải đáp như thế nào, hoặc là nhà phát hành cũng đã có thông báo ghi ngay ở trên đầu cái diễn đàn đó. Rồi ok, đến cái lỗi đầu tiên anh em hay mắc phải, đó là lỗi mà không sở hữu Macro. Thì là do anh em đăng nhập, đăng xuất Gmail quá thường xuyên nên là dẫn đến cái việc bị mất hết cái số rep anh em đang có, hoặc là nó báo là Macro đã dừng khi anh em sử dụng cái auto đấy. Thì ok, cái cách đơn giản nhất của anh em đó là anh em hãy đăng nhập vào cái Gmail mà lần đầu anh em đăng nhập vào cái Macro này này. Tuyệt đối anh em chỉ dùng nguyên một cái mail đấy thôi, không có dùng thêm một cái mail nào khác. Còn về cái mà anh em có thể reset được cái điểm rep đấy thì anh em hãy sử dụng một cái giả lập khác, hoặc là anh em có thể tải các cái trình giả lập ở trên điện thoại, ví dụ như là VMode này hay là X8 Speeder này, hoặc là ngay như trên Seat Play cũng có một cái phần mềm tương tự như là X8 Speeder, đó là F1 V1 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ, anh em có thể tham khảo nhé. Đó, thì ở phiên bản mới thì họ đã có thông báo cho anh em về cái lỗi này và họ cấm anh em đó là không được đăng nhập quá thường xuyên như thế. Ngoài ra anh em nào mà muốn reset lại cái điểm rep thì anh em có thể tải giả lập khác, hoặc là anh em mua luôn cho tôi đi, có 130.000 thôi. Còn nếu anh em mà muốn sử dụng miễn phí mà không mất tiền thì anh em hãy tạo cho tôi một cái Gmail mới và đăng nhập trên một cái điện thoại mới, hoặc là tải một cái giả lập ở trên điện thoại về, hoặc cũng có thể tải trên giả lập máy tính rồi đăng ký trên máy tính. Nhưng mà lưu ý ở cái phần đăng ký này là cái Gmail mới của anh em là phải thêm ví này hay là thẻ Visa hay là Viettel Telecom gì đấy vân vân. Tiếp theo đến cái phần lỗi mà anh em hay gặp, đó là lỗi không nhận diện được hình ảnh này, hay là nhìn thấy dấu chấm than mà nó không câu, hay là bật lên không thấy động tĩnh gì ấy. Thì đấy là do những cái hệ thống của máy anh em là nó tự xóa đi các cái quyền, hoặc là nó vẫn giữ lại cái quyền đấy nhưng mà nó tắt ngầm đi anh em không biết. Ok, đầu tiên anh em nếu mà có cái bảo mật ở trong máy này này, hoặc máy anh em có thể đó là cái dọn dẹp hay là tăng tốc gì đấy cũng được, thì anh em mở nó lên. Sau đó anh em tắt hết cho tôi những cái dọn dẹp tăng tốc này đi, bởi vì khi anh em ấn dọn dẹp tăng tốc là nó sẽ tự động ngắt những cái ứng dụng chạy nền. Cũng tùy từng vào máy anh em thì nó sẽ có một cái kiểu khác nhau, nhưng mà đa số nó đều là như vậy thôi. Tiếp theo đến một cái phần nữa anh em cũng nên tắt nó đi, đó là cái tiết kiệm pin. Thì anh em nào mà xài Xiaomi hay là Poco ấy thì lưu ý cho mình cái phần này nhá. Đó là anh em vào cái phần tiết kiệm pin cho tôi này. Đó, thì anh em tắt cho tôi cái tiết kiệm pin này đi. Thì cái tiết kiệm pin này thì là nó sẽ hạn chế những cái ứng dụng chạy nền, thì anh em tắt nó đi để cho nó không hạn chế nữa. Tiếp theo một cái phần nữa đó là cái phần tối ưu pin, thì nó cũng tương tự như là cái tiết kiệm pin vậy. Anh em mở tối ưu pin lên rồi anh em tìm cho tôi cái app Macro đang nằm ở chỗ nào đó. Rồi anh em ấn vào cái Macro đấy, rồi chọn vào là không tối ưu hóa. Được chưa ạ? Khi chọn sang cái chế độ này thì là máy anh em nó sẽ bị tốn pin hơn một chút, là bởi vì nó sẽ không dọn dẹp, không ngắt cái ứng dụng này đi, và nó sẽ luôn luôn giữ cái ứng dụng này trong cái chạy nền. Tiếp theo đến một cái phần nữa thì anh em vào cho tôi cái ứng dụng, rồi cũng tìm đến phần mềm Macro. Ở đây anh em sẽ nhìn cho tôi cái phần tự khởi chạy.
anh em bật nó lên là cho nó luôn luôn tự khởi chạy này. Tiết kiệm pin, anh em ấn vào và chọn đó là không hạn chế. Thường thì là những cái máy của Xiaomi hay là Poco thì là nó sẽ có cái những cái chức năng như thế này nhá. Rồi ok, thế là xong. Và đó cũng chính là những cái cách mà tôi biết được và tôi đã thực hiện ở trên máy của tôi và giúp cho cái máy nó treo được lâu hơn, mượt hơn và nó không xảy ra bất kỳ một cái lỗi gì. Và ngoài ra thì khi anh em treo thì anh em cũng có thể gặp những cái tình trạng đó là bị phá. Thì họ phá bằng cái cách đó là họ chát những cái dòng chát nó dài và họ nhảy lên liên tục, dẫn đến đó là nó chạm vào cái cảm biến của mình và nó tự động nó thu cái cần lại. Thì cái đấy thì cũng không phải là lỗi đâu nhá. Và ở clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn anh em một cái chỗ câu đảm bảo là không có một ai vào phá anh em luôn. Anh em chỉ có việc đứng đấy và treo câu thoải mái thôi. Và tôi tin chắc rằng cái chỗ đấy là không một ai biết được là anh em đang đứng ở chỗ đấy. Và ngoài ra thì mỗi một buổi tối thì tôi cũng sẽ cố gắng để live stream với anh em vào khung giờ khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ đêm. Trong cái khoảng thời gian live stream đấy thì tôi sẽ giải đáp hầu hết những cái thắc mắc của anh em về những cái lỗi auto thường gặp để có thể giúp đỡ anh em một phần nào đấy. Ok, clip này của tôi chỉ đến đây thôi. Nếu thấy clip hay hãy để lại cho tôi một like, share và sub ủng hộ cho kênh tôi những video sắp tới nhá. Bye bye.